Tất nhiên là được, sau đây là một vài video. Đôi đưa cách đôi nơi tớ hiểu xưa còn hay mai trường ơi em tôi còn học mưa hay ra đi từ đâu ngày xưa làm sao cho tình duyên trong nhà phai theo năm tháng.
trên đồng vắng. Thương em, anh thương nhiều lắm. Em ơi, biết cho chăng? Tình lẻ đêm.